Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với KBSV 88 TV và đây là Kinh tế Easy. Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã nghe nhiều về tình trạng lạm phát. Tuy nhiên, các bạn có biết trong kinh tế học còn có một khái niệm tương đối trái ngược với lạm phát, đó là giảm phát. Vậy giảm phát là gì? Hiểu một cách đơn giản thì giảm phát là định nghĩa thể hiện sự giảm giá chung của các loại hàng hóa và dịch vụ. Tức là khi đó, tỷ lệ lạm phát giảm xuống dưới 0% và thay vì giá hàng hóa bạn thường mua có xu hướng tăng lên như khi lạm phát, thì bây giờ giá sẽ giảm xuống. Và với cùng một mức tiền thì bạn có thể mua được nhiều hơn lượng hàng hóa mà bạn vẫn thường mua. Và ví dụ có lẽ là khét tiếng nhất về giảm phát phải kể đến đó chính là cuộc đại suy thoái ở Hoa Kỳ, bắt đầu với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào ngày 4 tháng 9 năm 1929. Tỷ lệ thất nghiệp khi đó lên tới gần 25%. Tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội GDP, tức là giá trị của tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ được sản xuất, giảm xuống dưới mức 0% trong những năm 1930-1933. Điều này có nghĩa là giá trị sản xuất của Hoa Kỳ ngày càng giảm. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra hiện tượng giảm phát? Có hai nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này. Đầu tiên là sự sụt giảm trong tổng cầu. Đó là khi nhu cầu của khả năng tài chính của toàn bộ nền kinh tế đối với các loại hàng hóa dịch vụ cuối cùng sụt giảm và nó dẫn đến hiện tượng giá cả bị đẩy xuống thấp. Nguyên nhân là do chính phủ cắt giảm chi tiêu, các thị trường tài chính sụt giảm. Khi đó, nếu người tiêu dùng muốn tiết kiệm nhiều hơn thì các chính sách về tiền tệ sẽ bị thắt chặt và kéo theo lãi suất tăng cao. Nguyên nhân chính thứ hai là do tăng năng suất lao động. Khoa học và công nghệ tiến bộ sẽ giúp những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra thì còn một vài nguyên nhân khác như sự thay đổi cấu trúc vốn trong nhóm các công ty lớn có thể dẫn tới giảm phát. Nguồn cung đa dạng khi cùng một loại hàng hóa, dịch vụ có thể có nhiều đơn vị cung cấp. Điều này dễ dẫn tới hạ giá sản phẩm để cạnh tranh với các đối thủ. Các doanh nghiệp mới muốn tiếp cận cấu trúc vốn mới cần giảm giá sản phẩm thu hút người tiêu dùng sẽ khiến nguồn cung gia tăng. Hệ quả của hành động này sẽ dẫn tới giảm phát. Và nguyên nhân cuối cùng là do sự sụt giảm của cung tiền. Các ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm cho nguồn cung tiền tệ trên thị trường. Việc giảm cung thường có mục đích rõ ràng và hướng tới kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, nếu chính sách có vấn đề thì hoàn toàn có thể gây ra tác dụng ngược cho nền kinh tế. Như vậy thì giảm phát là có lợi hay có hại? Trên thực tế thì giảm phát gây ra những ảnh hưởng cả tiêu cực lẫn tích cực, tùy từng trường hợp. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xét đến những ảnh hưởng tích cực của giảm phát. Khi đặt trong tình hình hiện nay, giảm phát hình thành dựa trên sự phát triển của các công nghệ mới, nên năng suất lao động và sản lượng sẽ gia tăng khi nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Giảm phát tạo ra những môi trường kinh doanh cởi mở, hạn chế tối đa hình thức mua bán độc quyền, từ đó xây dựng thị trường tự do, giúp nâng cao hiệu quả cạnh tranh, tận dụng được tối đa nguồn lực, giúp người tiêu dùng nhận được những nguồn lợi lớn. Song song với đó, mặc dù giảm phát có những tác động tích cực lên nền kinh tế, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận những tiêu cực mà sự thay đổi này tạo ra. Đầu tiên là ảnh hưởng tiêu cực từ lãi suất. Giảm phát kéo dài sẽ kéo theo lãi suất thấp, khi đó sản lượng bị trì trệ và suy thoái, lãi suất thực tăng gây ra suy thoái mở rộng. Chính sách tiền tệ dần trở nên mất tác dụng nếu suy thoái kéo dài và giảm phát liên tục. Tiếp theo là giá trị lao động, giá trị đồng tiền và giá trị hàng hóa cũng sẽ bị tác động. Giảm phát diễn ra sẽ khiến cho giá cả giảm, đồng tiền sẽ có giá hơn. Do đó, nhà đầu tư sẽ giữ tiền và giảm bớt chi tiêu sẽ khiến cho doanh nghiệp và nền kinh tế rơi vào tình trạng khó khăn. Tình trạng vỡ nợ, thất nghiệp, phá sản, suy giảm lợi nhuận có thể là những hậu quả mà giảm phát để lại. Tổng kết lại, cũng như lạm phát, giảm phát cũng có tính hai mặt trong tác động tới nền kinh tế và là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn tới các quyết định của nhà nước cũng như các doanh nghiệp hay các nhà đầu tư. Video của chúng mình tới đây là hết. Các bạn nghĩ sao về giảm phát? Cùng để lại comment dưới cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.